Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Đây là món bánh bao chiên mình vừa mới làm xong. Vỏ bánh bên ngoài thì có một lớp giòn nhẹ, bên trong thì bông xốp mềm, còn nhân thì rất là thơm ngon ha. Cách làm này thì mình thấy rất là đơn giản, chỉ cần một loại bột duy nhất ha. Và món bánh này thì mình có thể ăn chay hay ăn mặn thì đều dùng được hết nha cả nhà. Và nếu các bạn yêu thích món bánh này và muốn biết cách làm như thế nào thì mời cùng vào bếp với mình nha. Với công thức làm bánh bao mình chia sẻ hôm nay thì mình có thể chiên hay hấp đều được hết nha. Thì mình đã chuẩn bị xong 800g bột mì đa dụng. Hôm nay thì mình dùng bột mì cái hiệu Địa Cầu như thế này ha. Các bạn không có hiệu này thì mình dùng bột mì đa dụng hiệu nào cũng được nha. Với 800g bột mì đa dụng này thì mình lường vào đây là khoảng 4 muỗng rưỡi dung đường. Mình dùng cái muỗng ăn canh mình lường như thế này ha. Cái lượng đường này thì mình thấy đối với mình thì nó đã vừa ăn. Nếu các bạn thích ngọt thì mình có thể cho thêm một ít, hoặc không thích ngọt mình có thể giảm lại một ít ha. Muối thì mình cho vào đây gần một muỗng cà phê nha. Và đây là men nở. Men nở thì mình dùng một muỗng dung như thế này. Mình cũng dùng muỗng cà phê nha. Men thì các bạn có thể tìm mua ở các tiệm tạp hóa lớn hoặc đặt mua trên mạng nha. Mình trộn cái phần men, đường và bột cho nó đều trước. Rồi mình đi nhồi bột vậy thì cái phần men á nó sẽ dễ hòa đều với cái phần bột của mình nha. Nước thì ở đây mình có 400g, tương đương với 400ml nước ha. Thì mình sẽ cho vào từ từ. Tùy cái lượng bột cũ hay mới mà nó hút nước khác nhau. Tuy nhiên cái bột này thì hôm nay 400g thì nó đã vừa. Thường là như vậy ha. Một phần nước thì hai phần bột như thế này. Rồi tiếp tục mình cho thêm vào đây là khoảng một giá dầu ăn ha. Để mình nhồi bột cho nó không có bị dính tay. Và cái phần bánh thì mình nắn lên nó cũng sẽ bóng đẹp hơn nữa ha. Mình trộn sơ qua như thế này. Rồi mình tiếp tục cho nước từ từ ha. Rồi tí nữa mình sẽ nhồi cho nó mau hơn nha. Rồi bây giờ thì mình đã cho hết 400g nước vào. Mình trộn sơ qua và mình nhồi cho nó mau hơn nha. Với món bánh bao này thì mình chỉ cần nhồi bột cho nó đều là được ha. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại cho bột nghỉ nở ha. Tiếp tục mình sẽ đi xào cái phần nhân. Nhân thì mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Ở đây mình có củ sắn nè, củ cải đỏ, mình đã sắc hạt lựu ha. Còn nấm mèo thì mình đã ngâm nở và sắc nhỏ như thế này. Và một ít hành lá cho nó thơm cái phần nhân hơn ha. Tất cả mình đã sắc nhỏ ra xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo dầu lên, cho hành, tỏi vào phi thơm và bỏ nguyên liệu vào xào ha. Khi tỏi vàng thơm rồi thì mình cho cái phần nhân vào để xào ha. Cái phần nhân này các bạn có thể tùy thích theo khẩu vị của gia đình mình nha. Với 800g bột thì ở đây mình dùng khoảng 600g nhân như thế này. Mình cho nhân vào để mình xào sơ qua cho thấm gia vị là được. Vì tí xíu nữa mình còn chiên cái phần nhân này nó sẽ chín thêm nữa ha. Xào sơ qua thì mình sẽ nêm gia vị ha. Ở đây mình có muối, đường, hạt nêm. Thì các bạn cứ nêm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Rồi tiếp tục mình xào sơ qua cho cái phần gia vị này nó thấm đều. Là mình tắt lửa được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít hành lá cho nó thơm. Nếu các bạn ăn tiêu á, thì mình cho thêm một ít tiêu nó càng ngon hơn nữa nha. Trở lại cái phần bột á, thì mình ủ nãy giờ được một tiếng. Cái phần bột nó cũng đã nở xốp như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho ra rồi mình nhồi sơ lại. Mình cũng cho thêm một ít bột áo ha. Để cho cái phần bột này nó không có bị dính tay mình ha.
mình cắt cái phần bột này ra để tí xíu nên mình dễ cán bột hơn ha. Nếu các bạn có cái bề mặt nó rộng quá thì mình có thể cán một lần khối bột lớn, hay mình cũng có thể cắt những cái phần bột nhỏ bằng nhau rồi mình cán mỗi lần một cái bánh ha. Rồi tùy các bạn, mình thấy cách nào tiện thì mình làm thôi nha. Cán bột xong thì mình sẽ dùng một cái tô hoặc một cái chén để mình ấn tạo thành cái hình tròn cho những cái bánh nó đều nhau ha. Nếu mình thích cái bánh nhỏ hơn thì mình có thể dùng cái chén ha. Rồi bây giờ mình đã được cái tạo hình bánh như thế này. Mình có thể tạo hình bánh trước một ít, hay là mình tạo hình tới đâu thì mình nắn bánh tới đó cũng được nha. Nếu các bạn tạo hình bánh trước thì mình sẽ cho vào một ít bột để cho cái phần bột nó không có bị dính vào nhau nha. Tạo hình bánh xong thì tiếp tục mình sẽ đi cho nhân vào để nắn bánh ha. Cái phần tạo hình cho cái bánh này thì các bạn có thể tạo hình theo sở thích của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ tạo hình như thế này. Nếu các bạn khéo tay thì cái bánh của mình nó sẽ đẹp, hấp dẫn hơn nữa ha. Ở đây mình sẽ tóm những góc lại như thế này ha. Trước nhất thì mình tóm 4 góc, và sau đó thì mình tóm thêm 4 góc nữa. Và xoay tròn lại, bóp chặt cái phần mí lại ha. Vậy là mình đã được cái tạo hình bánh đầu tiên rồi đó cả nhà. Thì cứ tiếp tục như thế mình làm cho hết cái phần bánh nha. Cho nhân vào và mình tóm 4 góc lại như thế này ha. Nếu các bạn khéo tay thì cái bánh của mình nó càng đẹp hơn nữa nha. Tóm 4 góc xong thì mình sẽ tóm thêm 4 góc nữa như thế này. Và mình bóp chặt lại ha. Bóp chặt cái phần mí này lại nè. Và xây nhẹ một ít thôi ha. Với cái phần bánh bao này thì cái mẻ đầu thì mình có thể làm trước. Còn những cái mẻ tiếp theo thì mình sẽ làm tới đâu mình chiên tới đó nha cả nhà. Để cho cái phần bánh nó không có bị bung ra, mất cái tạo hình ban đầu của mình nha. Rồi bây giờ cái chảo dầu cũng đã sôi rồi, mình thả bánh vào chiên. Chiên bánh bao thì mình chiên ngập dầu như thế này nè, để cho những cái bánh nó được nở và vàng đều ha. Mẻ bánh đầu tiên thì trong khi chờ dầu sôi á, mình đã nắn trước để chiên một lượt như thế này. Còn mẻ bánh tiếp theo thì dầu nó đã sôi rồi, mình nắn bánh tới đâu thì mình thả và mình chiên tới đó như thế này ha. Cái nào vàng thì mình gấp ra trước. Bây giờ bánh cũng đã vàng chín phòng xốp như thế này rồi nè cả nhà. Cái phần tạo hình thì tùy ý thích mình nha. Mình thích tròn hay là mình tạo hình như thế nào thì mình làm theo cái sở thích của mình nha. Bánh lúc này mình gấp lên thì mình thấy có cái độ xốp. Bên ngoài nó giòn, ở trong thì nó bong xốp. Bây giờ cứ tiếp tục như thế đó. Mình vừa làm vừa chiên cho hết cái phần bánh còn lại ha. Đây, bây giờ cái thành phẩm của mình đã xong rồi nè cả nhà. Với 800g bột thì mình đã được rất là nhiều bánh bao chiên như thế này ha. Bánh lúc này thì rất là thơm, cái màu rất là hấp dẫn ha cả nhà. Với cách làm rất là đơn giản thì mình đã được món bánh bao chiên thơm ngon cho gia đình như thế này rồi ha. Với món bánh này thì các bạn có thể ăn chay hay ăn mặn thì đều dùng được hết nha. Và đặc biệt là mình có thể chiên hoặc hấp để đổi khẩu vị cho gia đình mình ha. Bây giờ mình sẽ gỡ bánh cho các bạn xem coi như thế nào nha. Bên ngoài thì mình thấy có một lớp giòn nhẹ, bên trong thì mềm xốp, bong ra như thế này ha. Cái phần nhân thì mình gỡ ra thì mình nghe cái mùi rất là thơm. Chỉ là rất là đơn giản thì mình đã làm được món bánh bao chiên cho gia đình như thế này rồi này cả nhà. Nếu các bạn thích món bánh này và muốn đổi khẩu vị cho gia đình thì hãy nhanh vào bếp làm cho gia đình mình dùng nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình.
Nếu yêu mến thì đừng quên nhấn cho mình một like, một đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra clip nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.